Hôm nay mình sẽ chia sẻ món đậu kho nhé, theo cái kiểu của tàu hay là của Trung Quốc ấy. Ở Trung Quốc ấy, hay là theo kiểu tàu ấy, nguyên liệu rất là đơn giản thôi. Các bạn dùng đậu này, thịt này, thái bản to này, hành tím này, hành tây này, gừng này, tỏi này, và một ít nước tương nữa, thêm một ít gia vị nữa. Và bây giờ mình sẽ đi rán đậu và áp thịt nhé. Bây giờ các bạn cho dầu ăn vào nhé, và các bạn rán đậu cho mình để cho đậu nó cứng nhé, sau đó mình kho nó mới ngon nhé. Thịt thì các bạn ướp một chút gia vị và các bạn cho một ít bột chiên vào, các bạn ướp thịt. Sau đó mình cũng rán thịt để cho thịt nó cứng mặt và nó có một ít bột chiên, khi mình kho nó ngon hơn rất nhiều. Các bạn dùng bột chiên giòn nhé, thì các bạn ướp cho mình thêm một chút hạt lêm, muối vào. Còn nếu không này thì các bạn dùng bột Aziquick này, nó tẩm sẵn gia vị này, thì các bạn ướp luôn, không cần phải thêm gia vị nhé. Ướp quế 200g thịt lợn này thì mình ướp với 1/3 gói bột chiên Aziquick này. Tí nó rán đậu xong thì mình sẽ rán thịt, ướp trước này nước. Có một chút bột mỏng bắn quanh miếng thịt. Các bạn sẽ dán cho đậu thật cứng nhé, cứng cái mặt nhé. Cái món này rất là ngon và nó lại lạ miệng ấy. Chúng ta nên làm thử cho gia đình ăn. Mình dùng nước tương là nước tương ớt nhé, của Việt Nam nhé, còn các bạn có thể dùng cái tương của Trung Quốc ấy. Nhưng mình chỉ dùng những nguyên liệu của Việt Nam thông dụng như nấu theo kiểu Trung này, ăn rất là ngon. Và mình không dùng đậu tương mà mình dùng nước mắm nhé, không dùng xì dầu ấy, mà mình dùng nước mắm mới theo cách của Việt Nam. Mình khi ăn đậu nhiều nên mình dùng nhiều đậu, 500g đậu với 200g thịt lợn. Đã thịt như vậy thì thịt nó rắn lên ấy, và có một ít bột mỏng ấy, khi kho nó rất là ngon. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi làm cái nước kho đây. Đậu rán xong, thịt rán xong, mình làm cái nước kho để mình kho.
Đây các bạn cho mình cái chảo khác đi. Các bạn cho cái phần dầu ăn còn lại vào. Cho cái chảo và áp thịt và cá đậu. Các bạn cho hành tây, hành tím, gừng, tỏi đập dập. Cho mình nước tương và ít màu dầu điều. Đây bột điều các bạn đảo lên cho nó tạo thành cái màu đẹp, khoảng nửa thìa cà phê dầu điều. Bột điều, nước tương, đây, mình dùng nước tương chân su rất là đơn giản, ai cũng mua được hết. Các bạn có thể không thích ăn cay thì dùng tương cà. Sốt dầu hào ấy. Ít sốt dầu hào vào cũng vậy. Nước tương, sốt dầu hào, hạt tương ớt, sốt dầu hào, dầu điều, màu dầu điều để tạo cái màu điều, nó bột điều ấy. Các bạn xếp đậu vào cho mình. Xếp thịt vào trong. Cho thêm nước xâm xấp. Cho nước bị đậm một chút. Các bạn dưới cho mình thêm nước mắm vào nhé. Một thìa ăn phở nước mắm. Các bạn có thể thay bằng nước tương nhé, nếu các bạn không thích ăn nước mắm nhé. Cho thìa to đi. Một thìa hạt lê. Thích ăn đường cho đường, còn thích ăn bột ngọt thì cho bột ngọt, thì cho bột ngọt. Và bây giờ các bạn đun sủi lên, sau đó đậy vung lại và om cho mình đến khi mà các bạn thấy nó hoàn thiện với nhau là được khoảng 15 đến 20 phút hoặc 30 phút cũng được, tùy theo các bạn thích ăn thịt nó mềm như thế. Cái màu dầu điều này nó sẽ làm cho cái món ăn của chúng ta là sẽ rất là ngon, đun sủi thoải mái một lúc. Sau đó khi mà chín thì chúng ta ăn được ớt thì cho ớt, cho hành lá vào nhé và thưởng thức thôi. Sủi thoải mái lên như này rồi, các bạn đậy vung lại cho mình. 15 phút sau mình sẽ kiểm tra nhé. Khi đậy vung được 10 phút rồi nhé, thì các bạn mở vung ra cho mình. Và bây giờ mình cứ cho nổ vừa đấy, cho nó sủi riu riu và quay vớt hơi vớt đi để cho nó sền sệt lại. Vung thêm 15 đến 20 phút nữa này. Mình thịt đã chiên rồi cho nên khi mà đun như này nó ngấm thêm gia vị vào, nó vừa cứng vừa mềm, rất là ngon, màu sắc nó ăn cực kỳ đẹp luôn. Đun thêm cho nó sền sệt, cái màu sắc thì nó rất là đẹp, từ cái màu của tương ớt và dầu điều lên nước mắm nhìn rất là ngon. Hương vị để thơm ngon lắm. Bây giờ mình sẽ cắt thêm cái phần hành nhé, cho nó đẹp mắt. Bạn nào ăn được ớt thì kêu bạn ăn ớt nó càng ngon, càng đẹp mắt. Gia vị thì vừa vặn mà rất là ngon rồi. Đun cho nó sủi một tí nữa để cho cái hành này nó chín tới là được. Cái nước sốt thì